vào cơn sốt đó, kịp thời cho ra đời thứ đồ chơi có mang bộ nhớ vi điện tử là người vũ trụ. Mặt hàng này rất nhanh chóng thịnh hành. Ở Nhật Bản, người thị trường, người ta xếp hàng dài chờ mua. Xưởng đồ chơi thì sản xuất liên tục 24/24. Cũng như đủ hàng đáp ứng nhu cầu. Nhờ người vũ trụ, nhà sản xuất đồ chơi đã hốt bạc hoặc sau khi bình thường khóa mối ban giao trung Nhật Trung Quốc tặng cho nhà nước Nhật Bản dấu mèo, người người lũ lượt kéo đến vườn bách thú xem gấu mèo. Các nhà sản xuất đồ chơi Nhật Bản liền nắm bắt thời cơ, sản xuất ngay loạt đồ chơi gấu mèo, và ngành kinh doanh ấy đã trổ lên một thời gian khá lâu. Xã hội luôn tiến hóa và phát triển. Trong quá trình đó sẽ hình thành những điểm nóng. Trong những điểm nóng đó có nhu cầu của con người là nhà kinh doanh hàng hóa. Bạn cần nắm được những điểm nóng để phát hiện ra một loại nhu cầu nào đó của con người và đáp ứng nhu cầu đó. Trong cũng tức là nắm được cái thế. Trong kinh doanh hàng hóa, nắm được cái thế. Ấy nhất định sẽ giành được cái lợi nhất định. Giỏi giang trong việc lựa thế kiếm lợi là một thứ tài năng. Muốn có được tài năng đó thì cần phải có điều kiện tương ứng. Trong đó điều kiện chủ yếu là phải có tri thức, óc nhạy bén, tầm nhìn xa rộng, sự phán đoán chuẩn xác và hành động quả đoán. Tri thức là gốc nhận thức. Không có tri thức sâu rộng thì sẽ không nhận ra được đời sống xã hội hàm chứa những cơ động kinh doanh. Óc nhạy bén là công cụ nắm bắt thời cơ kinh doanh. Những thời cơ tốt, lẫn lộn trong các biểu tượng xã hội phức tạp. Những kẻ đầu óc ngu muội thì cho dù có thời cơ kiếm tiền có ở ngay trước mắt cũng sẽ vô cùng bỏ qua. Phán đoán chuẩn xác và mấu chốt để lựa thế mà kiếm lợi. Đây là loại ý thức đi trước việc. Có được ý thức đó thì mới có thể đi trước người khác một bước để kịp thời đưa ra những trường hợp hàng hóa mới mẻ và nhiều người mua. Hành động, quả cảm và đoàn xe
của việc lựa thế giành lợi là chỗ dựa để phán đoán sự việc. Lúc này sự việc còn trong phạm vi có thể, khả năng sẽ thành công hay thất bại trong kinh doanh cùng song song tồn tại. Trong trường hợp này, dễ sinh ra do dự trù trừ nhất. Do dự trù trừ sẽ làm chậm trễ, mà chậm trễ là thời cơ sẽ mất đi. Bởi vậy, tính quả đoán trong hành động sẽ là thứ đòn xe để nắm bắt và tận dụng được thời cơ. Tóm lại, thế trong hoạt động kinh doanh tồn tại, khách quan, người nào nắm bắt được thế có thể giành được lợi thế. Nhưng trong đông đảo các doanh nghiệp cũng khó mà ngăn cản Lữ Quang tiến về phía đông. Lương Hy không chịu nghe lời phiên của Dương Hàn, cho rằng quân mình đang thực nghỉ ngơi lại đánh kẻ địch mệt mỏi, ỷ lại thực lực của mình, cứ để địch vào cửa ải, đánh một trận là chắc thắng. Lương Hy đã tính toán nhầm. Lữ Quang vốn đông quân, lại anh dũng thiện chiến, tướng lĩnh và thuộc hạ đều mang ơn nên hết lòng. Một khi để họ vào trong lãnh thổ thì có khác gì một bầy hổ sổ lông. Lương Hy cho con là Lương Đận đem 50,000 quân ra nghênh chiến với Lữ Quang. Lương Đậm chẳng có nơi nào hiểm yếu để giữ, chưa đánh đã thua. Bản thân bị bắt sống, Lữ Quang đánh bại quân của Lương Hy. Cây đổ thì chim cũng bay. Thấy thú có nơi lần lượt theo làn Lữ Quang, Lương Hy cũng bị thấy thú Vũ Huy là bàn tế bắt nộp dưới tướng Lữ Quang. Lữ Quang sai chém cả hai cha con họ Lương. Cha con Lương Hy đã vứt bỏ cái địa vị trời cho, đối chọi với Lữ Quang ở thế bình đẳng, kết quả là thua trận và toi mạng. Thực tế, Lương Hy và vị tướng tồi chẳng hiểu gì là binh pháp, không hiểu gì về địa hình. Buôn bán chẳng khác gì đánh giặc, phải dựa vào điều kiện khách quan. Tận dụng điều kiện khách quan, nhờ cái lợi của điều kiện khách quan mới có thể giành nửa phần thắng lợi. Điều kiện khách quan trong hoạt động kinh doanh mà tình hình thị trường. Những doanh nghiệp thành công đều phải tìm hiểu thị trường, quen thuộc thị trường, nắm chắc thị trường. Nhờ những điều kiện mà thị trường dành cho để đi tìm nguồn hàng kinh doanh một cách linh hoạt. Tìm hiểu thị trường chú trọng vào mấy nhân tố sau đây. 1.
là khí hậu, quần áo, giày dép, mũ nón và nhu cầu thiết yếu của đời sống. Song lại chịu ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu, thời tiết, điều kiện của khí hậu khác nhau, đòi hỏi những mặt hàng khác nhau. Thí dụ, ở cùng một vùng, vào cùng một mùa. Nếu nhiệt độ của mỗi nơi khác nhau, đôi lúc thì yêu cầu hàng hóa cũng khác nhau. Hay là tìm hiểu hoàn cảnh, phong tục, tập quán, hoàn cảnh. Hoàn cảnh cũng tự nhiên. Phong tục, tập quán sinh hoạt quyết định nhu cầu của con người. Thí dụ, ở những nơi giải trí, ăn chơi, việc buôn bán những món đồ chơi, quân cờ, bài lá, là cần câu vân vân, có vẻ thuận lợi. Đắt hàng ngược lại, có nơi mức tiêu thụ thấp. Dân chúng sống theo kiểu phải tính toán chi li. Thì những thứ hàng trên không thể bán được. Thói quen ăn uống cũng vậy. Có những nơi nhiều người thích ăn thịt chó, nên cửa hàng thịt chó buôn bán sầm uất. Lại có nơi nhiều người thích ăn hải sản, nếu mở quán thịt chó chỉ có lỗ vốn. Tìm hiểu hoàn cảnh và tập tục thực tế là tìm hiểu đối tượng tiêu thụ, nắm được nhu cầu của đối tượng mới có thể tùy khách mà cung cấp hàng. 3 là tìm hiểu thu nhập, mức thu nhập của dân chúng và trụ cột của sức mua. Thu nhập. Cao sức, mua tất nhiên cũng cao. Thu nhập thấp sức, mua đương nhiên cũng thấp. Lấy nông thôn làm ví dụ. Ở những vùng đời sống ấm no, vào năm được mùa, thu hoạch dồi dào. Mức thu mua lương thực của nhà nước tăng lên. Như vậy, trong tay người nông dân cũng nhiều tiền hơn. Thế là họ có tiền để nghĩ đến việc mua thêm tấm áo, manh quần. Thấy cần mua sắm nên hàng tiêu dùng. Nếu tình hình tốt đẹp ấy duy trì và vài ba năm liền, trong số nông dân sẽ có nhiều người nghĩ đến mua những mặt hàng nhiều tiền như tivi, tủ lạnh. Ngược lại, nếu năm nào mùa màng thất bát, kế hoạch kém, nông dân sẽ bớt mua hàng tiêu dùng. Nếu có may thêm quần áo thì cũng sẽ chọn thứ rẻ tiền. Lúc đó nếu đem bán cho họ những mặt hàng cao cấp hoặc nhiều tiền, dứt khoát sẽ bị họ từ chối.
khí hậu, đối tượng và thu nhập là ba nhân tố cơ bản cần lưu ý khi tìm hiểu thị trường. Nếu không nắm rõ được ba nhân tố trên thì không có cách nào xác định được phương hướng kinh doanh. 84. Một tên hai đích. Một mưu nhiều lợi. Bắn một mũi tên mà trúng hai con chim. Bày một kế là được nhiều cái lợi. Một mũi tên trúng hai đích. Có xuất xứ từ Bắc Sử, Trưởng Tôn Thành Chuyện. Có hai con chim ưng vừa bay vừa tranh nhau miếng mồi. Có người đưa cho Trưởng Tôn thành hai mũi tên, bảo hắn lấy hai con chim thành chờ lúc hai con chim đúng vào một nơi, bắt được một mũi tên xuyên cả hai con. Về sau người ta dùng điển ngữ này với một việc cử lữ lưỡng thiện. Trong mưu lược quân sự, một tên hai đích là một trong những mưu lược quan trọng. Những mưu sĩ giỏi giang, những vị tướng tài thường theo đuổi một kế sách, một ngành. Một hành động mà mang lại nhiều kết quả có lợi. Thời kỳ đầu Hán, Hán Sở tranh hùng, Lưu Bang với thế lực nhỏ yếu bị kẻ địch lớn mạnh và Hạng Võ chèn ép, bất đắc dĩ phải nhường Quan Trung đến đóng ở vùng Ba Thục. Hán Trung xa xôi, mưu sĩ Trương Lương là hiến kế. Trước lúc lên đường, cho đốt hết những con đường tạm thời là Quan Trung đến Hán Trung. Một là làm ra vẻ không nghĩ đến việc quay trở lại phát triển. Về hướng đông, từ đó làm tê liệt Hạng Vũ. Hai là đề phòng Ưng Vương, Chương Hàng lợi dụng là đường tạm tập kích Hán Trung. Lưu Bang đã áp dụng mưu lược của Trương Lương, quả nhiên là hiệu quả. Đến năm sau, khi Lưu Bang tiến công về phía đông, lại cho người đi sửa con đường tạm. Đường tạm trong rừng rẫy bằng cây cỏ. Đốt đi thì dễ chứ, sửa lại thì trong một thời gian rất ngắn, rất khó sửa xong. Những việc làm đó, một mặt là thu hút sự chú ý của Hạng Vũ. Chương Hàng để những người này nhận định sai lầm rằng Lưu Bang về Quan Trung bằng đường tạm. Mặt khác, một lần nữa là tê liệt cả hai người này, để họ đinh ninh rằng trước khi sửa xong con đường tạm này, là Lưu Bang không có cách nào trong vòng nửa năm mà tổ chức tấn công được. Kết quả là Lưu Bang lấy được sửa đường tạm làm vật yểm hộ, ngấm ngầm theo con đường cũ xa xôi đến bến Trần Thương, tập kích Chương Hàng, giành đại thắng, chiếm lại Quan Trung.
Lưu Bang đốt đường Tạm, nhất cử nhất lưỡng. Đến lúc sửa đường Tạm Nhẫn, nhất cử lưỡng tiện. Khi cho đốt phá con đường Tạm, Lưu Bang cũng ngầm đặt sẵn mưu sâu. Sau này ngài thì sửa đường Tạm, nhưng trong thì ngầm vượt bến Trần Thương, thật xứng đáng với mưu kế nổi tiếng. Một tên hai đích, một mưu nhiều lợi diễn ra theo kiểu là khép kín, lại như thời Tam Quốc tướng nước Ngụy là Trọng Hội nhận lệnh đi tiêu diệt nước Thục, nhưng lại sợ lộ mục tiêu, bèn lấy danh nghĩa đi chinh phục nước Ngô. Làm cách nhiều thuyền lớn ở một nơi gần nước Ngô, đánh nước Thục thì phải đi đường bộ. Vốn không dùng thuyền, nhưng Trọng Hội lại đóng thuyền, một là để làm tê liệt sự cảnh giác của nước Thục, khiến cho nước này đoán sai ý đồ của Ngụy; hai là có thể kiềm chế được nước Ngô, để nước này thấy có Ngụy lo tự giữ mình, không đi chi viện nước Thục nữa; ba là có thể trong vòng một năm sau khi diệt nước Thục lại dùng số thuyền này đi đánh nước Ngô. Thật đúng là một hòn đá ném ba con chim. Nhất cử lưỡng tam tứ tiện. Bất kể là nhà quân sự, nhà chính trị hay là nhà kinh doanh, trong chiến đấu không chấp chính hay trong kinh doanh, không ai theo đuổi cái mưu lạ một tên hai đích này. Một mưu nhiều lợi là hai ví dụ trên. Ta có thể thấy được ba điều gợi ý sau đây. Một, phải nhìn xa hiểu rộng. Muốn một tên hai đích, nhất cử lưỡng thiện, mà tầm nhìn nông cạn, thiếu hiểu biết là không thể được nếu chỉ nhìn có tác dụng của đường Tạm. Với việc ra vào Vương Trung thì Lưu Bang sẽ không có hành động đốt đường Tạm, lại càng không ngầm sẵn ý đồ sau này bề ngoài sửa đường Tạm. Bên trong vượt Trầm Thương. Bởi vậy, chỉ có người nhìn xa trông rộng, có tư tưởng sâu sắc mới có thể nghĩ ra được mưu một tên hai đích này. Ở Mỹ, trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế những năm 30,
xí nghiệp giàu có bị coi là không bình thường. Hãng xe hơi đã có tầm nhìn xa trông rộng, đầu tư vào giáo dục trung học ở New York. Làm như vậy, một mặt di chuyển ngược lại nguồn vốn, xây dựng được hình tượng của một trong sự nghiệp công kích. Mặt khác, giúp các trường trung học thu hút được học sinh vào nâng cao chất lượng giáo dục. Sau khi trưởng thành, nhiều học sinh đã trở thành là công nhân viên chức của hãng do họ đã được tiếp thu một nền giáo dục nên trình độ kỹ thuật, khả năng tiếp thu năng lực công tác vân vân của họ vượt qua lớp cha anh, từ đó làm cho tố chất của công nhân trong hãng này nâng lên rất nhiều. 2. Phải mưu hoặc là thật chu đáo. Thực chất của tư tưởng một tên hai đích, một mưu nhiều lợi. Là vận dụng lý lẽ về mối quan hệ phổ biến của sự vật. Nắm bắt lấy một khâu nào đó trong mối quan hệ ấy rồi hành động. Bởi vậy, khi sắp đặt mưu kế, cần phải cân nhắc kỹ đến những giả thiết có liên quan. Sắp đặt thật tỉ mỉ thì mới có thể thu được kết quả tốt. Những năm Tống Chân Tông trúng tường phù, hoàng cung trong đô thành Khai Phong bị cháy, cung thất bị đốt cháy khá nhiều. Hữu Dặn Nhị Đại Phu, Huyền Tam Tổ Đinh, vị nhận lệnh trùng tu hoàng cung, xây dựng hoàng cung cùng rất nhiều đất. Nếu lấy đất ở ngoại thành thì xa xôi quá, tấn công tốn sức. Đinh Vị bèn hạ lệnh đào lấy đất ở trên phố xá trong thành, tiết kiệm được khá nhiều công sức. Sau khi đường phố được đào thành là ao sâu, Đinh Vị lại lệnh cho người khóa đê đa. Dẫn nước sông vào hào. Rồi thuyền bè từ các nơi về, thông qua con hào này chở đến là hoàng cung các vật liệu
dùng cho việc sửa chữa là tiện lợi. Hoàng cung xây dựng xong, Đinh Huệ lại lệnh tắt hết nước trong hào đi. Dùng rác rưởi và đất phế thải sau khi sửa chữa hoàng cung thải ra lấp xuống đáy, sửa thành đất bằng, làm lại đường phố. Đinh Huệ đào một con hào, lấy đất chở vật liệu lắp ghép, nhất cử mà tam tiện, tiết kiệm không biết bao nhiêu là công của. Từ đó lấy được, Đinh Huệ sẽ suy nghĩ sâu xa và đặt mưu kế chu đáo đến mức nào. 3. Phải giỏi giang trong tận dụng thời cơ. Mối quan hệ của sự vật không phải chỉ quyết định ở không gian. Mà còn quyết định ở thời gian. Cũng một điều kế mà lúc này có đạt được hiệu quả. Một tên hai đích. Một mưu nhiều lợi. Nhưng lúc khác lại không. Cho nên giỏi chọn thời cơ cũng rất quan trọng. Năm 1984, Tổng thống Mỹ Reagan sang thăm Trung Quốc. Trước khi về nước tổ chức một bữa tiệc cảm ơn long trọng khách sạn Trường Thành, nghe tin này liền nắm bắt cơ may. Đã chủ động liên hệ với các phía có liên quan và đã thuyết phục được phía Mỹ tổ chức bữa tiệc cảm ơn đó tại khách sạn Trường Thành. 500 nhà báo trong nước và nước ngoài đi theo đoàn khách đến phỏng vấn. Lấy tin tại chỗ, đài truyền hình ghi hình, tường thuật là tại chỗ, làm cho hàng trăm triệu người xem có dịp tìm hiểu toàn diện từ bên ngoài đến những tiện nghi và trang trí bên trong của khách sạn. Trường Thành, khách sạn Trường Thành nắm được cơ hội này chẳng những là thực hiện được những thương vụ lớn mà quan trọng hơn là qua giới báo chí đã nổi tiếng trong ngoài nước còn mở rộng thêm được ảnh hưởng của mình. Hoặc như những năm 50 muốn khai thác thị trường rượu là Chambay ở Mỹ, nước Pháp đã chọn đúng dịp
mừng thọ 67 tuổi của Tổng thống. Để gây dư luận rộng rãi, nhân dân Pháp muốn thể hiện tình hữu nghị với Tổng thống Mỹ, chọn gửi Tổng thống Mỹ 2 thùng rượu champagne. Về tao nói với Vinh vụ đó thử coi sao nha. Thì cái kiểu như à. Tổng thống Mỹ chọn gửi tặng Tổng thống 2 thùng rượu là champagne bảo quản 67 năm trước để làm quà mừng thọ. Món quà tặng sẽ có người đưa sang tận Mỹ. Hãng rượu cũng bỏ ra một khoản bảo hiểm rất lớn cho việc này vào đúng ngày sinh nhật của Tổng thống. Họ sẽ cử hành lễ trao tặng rất trọng thể. Giới báo chí liên tục chưa tin vào sự kiện này nên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng Mỹ. Đến hôm tặng rượu, cả Washington đều tập trung lại xem lễ. Chẳng những có lợi cho được ngoại giao nước Pháp mà trọng hơn là mở rộng được thị trường tiêu thụ là champagne của Pháp ở Mỹ, làm cho thứ rượu này có được trong cả các bữa tiệc lẫn bàn ăn của các gia đình Mỹ. '85, lúc yên nghỉ đến lúc nguy, khi lời lo đến khi lỗ, trong an bang trị quốc, lúc quốc thế dân an, phải nghĩ đến những nguy cơ có thể xảy ra, cầm quân đánh giặc. Lúc thắng lợi, phải nghĩ đến thất bại có thể vấp phải trong tương lai. Kinh doanh xí nghiệp, lúc được lãi, phải nghĩ đến lúc có thể thua lỗ. Với yên với nguy, thắng với thua, trị và loạn, lãi và lỗ, và những cặp mâu thuẫn luôn tồn tại trong cuộc sống, trong chiến đấu. Và có hai loại động kinh tế, hai mặt của mâu thuẫn này dựa vào nhau tồn tại. Nhưng trong điều tùy kiện nhất định lại chuyển hóa lẫn nhau. Từ lâu, những mâu thuẫn và quá trình vận động của nó đã được các nhà đầu tư, tư tưởng, nhà quân sự và nhà chính trị thời xưa chú trọng. Như trong thư kinh có nói, đang yên phải nghĩ đến nguy, nghĩ thì phải phòng bị. Mà đã đề phòng rồi thì
không lo loạn nạn. Hán Thư, tức Phu Cung Truyện. Muốn thành sự thì phải nghĩ đến bại, nghĩ đến nguy. Lo đến bại không phải là có khí khác người, mà là xem xét vấn đề một cách toàn diện. Trên chiến trường hay cũng muốn đánh thắng, nhưng có thắng thì cũng có thua. Thắng thua là chuyện thường tình. Trong binh nghiệp, nhưng nếu giỏi cũng đến ngay lo thất bại. Nghĩ toàn diện hơn cục bộ. Nghĩ cả đến lúc có bị thua. Thì thua thì xử trí ra sao? Như vậy thì chẳng những dễ thắng, mà giả sử có bị thua cũng không thể nổi cam chịu. Có thể xử trí một cách bình tĩnh, giảm thiểu thiệt hại, thậm chí còn chuyển bại thành thắng. Năm 1945, Gukov chỉ huy phương diện quân thứ nhất của Nga thừa thắng tiến lên, đến được bờ sông Ode, cách Berlin có 60 km. Nhưng lúc đó Gukov đột nhiên lệnh cho quân đội dừng lại, một mặt chỉnh đốn thuật khẩu trương, một mặt điều chỉnh lại việc bố trí quân, lệnh cho bộ đội Nga tăng của Katukov tiến nhanh lên phía bắc để tăng cường phòng ngự cho cánh phải của phương diện quân. Phòng địch đánh toạc sườn. Quả nhiên, quân Đức đã áp dụng chiến thuật phản công. Nhưng do phía Liên Xô sớm có sự chuẩn bị, đập tan được kế hoạch phản kích của địch nên giảm được thiệt hại, bảo đảm cho chiến dịch Berlin sau này được thuận lợi. Sở dĩ là Gukov dự đoán đúng và có sự chuẩn bị để ứng phó với cuộc phản kích của quân Đức là nhờ không bị lóa mắt. Bù đầu đến thắng lợi mà sáng suốt thấy được là hoàn cảnh nguy hiểm lúc đó của mình. Cách xa quân đội tiếp ứng phía sau, quân lính mỏi mệt, hậu cần không chung cấp lương thực. Trước đây, khi quân Đức tiến đánh ở Moscow 30 km, ông đã từng lợi dụng phòng tiến quân Đức kéo dài. Quân tiếp ứng chưa lên kịp, tổ chức đánh tạc sườn quân Đức. Chỉ một đòn đã đập tan được một tấn công của quân Đức. Xây chuyển được cục diện chiến trường.
Bởi vậy, dự đoán quân Đức có thể vận dụng tình hình đã tương tự của quân ta và tổ chức phản công. Ông đã triển khai những công việc chuẩn bị tương ứng để đối phó, tránh được cục diện nguy hiểm. Quả đúng là lúc yên nghỉ, lúc nguy. Lo đến nguy thì sẽ không nguy. Thị trường cũng chẳng khác gì chiến trường. Mây gió không lường, khó bề ước đoán. Đi lúc yên, không lo nghĩ đến lúc nguy.